rái cá lông mũi, tên Latin Lucha sumatrana, họ Chồn Mastilide, bộ ăn thịt carnivore, lớp thú. Đặc điểm nhận dạng, rái cá lông mũi có thân hình dài, mềm dẻo, màng bơi da trần phủ hết ngón, tai có nắp che lỗ tai, bộ lông màu nâu sẫm, sẫm đen, phần dưới thân, bên cổ và phần dưới họ, màu nâu ít khác biệt với màu lưng, môi dưới, cằm và trước họng màu hơi trắng, chóp đuôi thỉnh thoảng có đốm trắng. Đặc điểm nổi bật là da mũi có phủ lông, vuốt thứ 2 và thứ 5 gần như bằng nhau về chiều dài, ngón thứ 3 và thứ 4 dài hơn ngón thứ 2 và thứ 5. Vuốt rất phát triển từ 8 đến 10 cm nhọn, sắc. Sinh học, sinh thái, thức ăn chủ yếu là cá, sau đến các loài khác như cua, ốc, thằn lằn, rắn, ếch nhái. Các mẫu vật rái cá lông mũi được sưu tầm tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long trên các sinh cảnh rừng ngập nước, rừng tràm, rừng đước, xú vẹt, rừng dừa nước dọc bờ biển, sông lớn hoặc kênh rạch. Rái cá lông mũi sống thành đàn từ 2 đến 4 con, mùa nước cạn từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, chúng thường tụ tập đàn lớn hơn từ 7 đến 10 con. Rái cá đào hang làm tổ trong các bờ đất, ụ đất cao, cửa hang thường thông ngầm dưới nước. Chúng hoạt động vào sáng sớm, chiều tối và ban đêm. Sinh sản chưa được nghiên cứu. Tuy nhiên, ở vườn quốc gia U Minh Thượng Kiên Giang đã gặp rái cá 1 đến 2 tháng tuổi vào tháng 3 năm 2000, Nguyễn Xuân Đặng và Cộng sự, 2000. Phân bố, trong nước, đã thu được mẫu vật ở Thừa Thiên Huế, An Giang Long Xuyên, Kiên Giang U Minh Thượng, Cần Thơ, Cà Mau Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, Thới Bình. Có thể hiện nay rái cá lông mũi chỉ phân bố ở các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Thế giới, Thái Lan, Indonesia Sumatra, Borneo, Malaysia. Giá trị, góp phần điều hòa số lượng cá thể các quần thể động vật thủy sinh và có giá trị nghiên cứu khoa học, nuôi làm cảnh ở các công viên nước, vườn thú. Tình trạng, trước đây phổ biến ở các khu rừng tràm và rừng ngập mặn đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay số lượng bị giảm sút nghiêm trọng do săn bắt và mất rừng. Tình trạng săn bắt và buôn bán rái cá ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn phổ biến. Phân hạng NA1C, DC1, biện pháp bảo vệ, đã đưa vào sách đỏ Việt Nam và nhóm X của Nghị định 32/2006/NDCP. Cần tổ chức một số trại nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long. Tài liệu dẫn, sách đỏ Việt Nam phần động vật trang 31.